Nhưng mà cái này cay lắm, ngươi không ăn được đâu. Sao ta lại không ăn được? Nào. Biết rồi, biết rồi. Đây, đây, đây. Từ lâu đã nghe nói thang mộc cát của Liễu thành chủ hiếm có trên thế gian. Hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Dịch Dung Quân quá khen rồi. Về việc cắt thành hiến vàng, khi nào Liễu thành chủ thực hiện thế? Dịch Dung Quân cũng biết, rất nhiều đại thần phản đối chuyện này, đặc biệt là Tam Muội. Hay là thế này đi, hai thành chúng ta liên hôn trước, đợi sau khi hạ được thành Mộc Hề, mọi chuyện đều dễ nói. Liễu thành chủ định tay không bắt giặc à? Nói gì thế? Chỉ là Tam Muội thật sự rất khó khuyên bảo. Dịch Dương Quân cũng biết quan hệ giữa ta và cô ấy đấy. Quan hệ gì chứ? Bây giờ cả thành đã đồn ầm lên rồi. Dịch Dung Quân chưa nghe nói à? Nhưng đêm qua Tam Muội và bổn quân tâm sự với nhau, cô ấy nói là không có chuyện gì mà. Hai người tâm sự với nhau. Đây là khăn tắm ngự dụng của ta, chỉ cần là thứ bổn quân thích thì nhất định phải có được. Người thật to gan. Khởi bẩm chủ thượng, Tam Muội trúng độc bỏ mạng rồi. Tỷ tỷ, tỷ làm sao thế này? Trước đó chẳng phải vẫn còn khỏe sao? Bây giờ lại làm sao thế này? Tỷ tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi, tỷ không thể có chuyện được. Hiền Minh ca ca không thể không có tỷ, Khởi Mộng cũng không thể không có tỷ tỷ. Con gái ơi, Tam Muội. Hiền Minh ca ca, ta cầu xin huynh cứu tỷ tỷ đi. Ta cầu xin huynh cứu tỷ tỷ đi. Công chúa Khởi Mộng, đủ rồi. Công chúa Khởi Mộng, đừng đau buồn, mau đứng dậy đi. Nếu Tam Muội trên trời có linh, cô ấy cũng không hy vọng thấy công chúa thế này. Chủ thượng, chủ thượng, chủ thượng, làm sao khẳng định được cái chết của Tam Muội liên quan tới Bạch Lộ? Đúng vậy chủ thượng, thật sự không liên quan đến nô tỳ, xin đừng nghe lời nói phiến diện của họ. Trước khi Tam Muội chết đã nói với ta là trà Bạch Lộ rót có độc. Không thể nào, trà mà Bạch Lộ bưng cho Tam Muội chỉ có bột ngứa, sau khi uống vào sẽ chỉ ngứa ngáy khắp người, sao có thể chết người được? Là cô sai bảo cô ta. Chủ thượng, nô tỳ thực sự chỉ bỏ bột ngứa. Cô còn ở đây ngụy biện, cô trả con gái lại cho ta. Chủ thượng, chắc chắn là Khách Thiên Nguyệt đã sai Bạch Lộ làm thế. Đừng tha cho cô ta. Cậu nô tài ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Cô, đủ rồi, các người đừng có cãi nhau nữa. Tam Muội tỷ tỷ xác còn chưa lạnh, các người có thể tôn trọng tỷ ấy được không? Hiền Minh ca ca, huynh đừng buồn. Huynh như thế này, Khởi Mộng thật sự đau lòng như cắt. Tiếc là trên đời này không có đạo pháp tiên gia. Nếu không, Khởi Mộng nguyện dùng tính mạng của mình để Tam Muội tỷ ấy sống lại. Cũng không phải là không có cách. Thank you.
Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tam muội. Được rồi, được rồi, ta không sao. Cô chưa chết à? Tất nhiên là chưa chết. Lúc đầu Bạch Lộ tự nhiên kính trà cho ta, ta đã đề phòng, vốn không hề nuốt xuống. Thế nên cô ta vừa ra ngoài thì ta đã nhổ ra. Trong này vốn không phải là bột ngứa mà là độc. Không thể nào. Trong này chính là bột ngứa. Các người không tin, ta uống cho các người xem. Thế nên cô ta vừa ra ngoài, ta đã nhổ ra. Vì sao không uống? Đừng lề mề nữa, ngay ra đó làm gì? Sao có thể là thuốc độc được? Rõ ràng ta bỏ bột ngứa mà. Ta biết rồi. Con hồ ly tinh này, chính cô đã đánh tráo bột ngứa để đổ oan cho ta. Cô thật là độc ác. Cô Thạch Thiên Nguyệt. Chủ thượng, nô tỳ từ nhỏ lớn lên bên ngài, ngài hiểu rõ nô tỳ. Cho dù nô tỳ độc ác thế nào, cũng không thể nghĩ tới việc hạ độc giết người được. Thiên Nguyệt tỷ tỷ, bình thường tỷ nói xấu tam muội tỷ tỷ với ta, ta chỉ xem như tỷ đang tức giận. Sao tỷ có thể thật sự làm ra việc tàn nhẫn này? Vì cô liên tiếp không ngừng hại ta. Ta chỉ bỏ bột ngứa thôi. Rõ ràng là cô đánh tráo để đổ tội cho ta. Bản thân cô hẹp hòi đố kỵ, còn đổ lỗi cho người khác à? Chủ thượng, nô tỳ không dám nữa đâu. Xin ngài tha cho nô tỳ lần này. Người cô cần cầu xin không phải là ta. Tam muội tỷ, tỷ tiểu nhân không chấp lỗi đại nhân. À không, tỷ đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân. Tha cho ta một lần này đi. Các cô đi đi, ta không muốn gặp lại các cô nữa. Đuổi hai người họ ra khỏi cung, vĩnh viễn không dùng lại. Ta còn không đi mau. Đi. Chính cô đã đổi bột ngứa của khách Thiên Nguyệt. Dù ngươi tin hay không thì không phải do ta hạ độc. Bổn quân tự biết thủ đoạn của cô. Bổn quân liên tục khuyên cô, bảo cô đừng có đi trêu chọc cô ấy, nhưng cô chẳng thèm nghe. Ngươi, hôm qua nghĩa phụ đã gửi thư đến, bảo cô sớm ngày thành hôn với Liễu Hiên Minh. Nếu Liễu Hiên Minh do dự về chuyện cắt đất dân vàng, thì chúng ta có thể bỏ mấy điều kiện này. Mọi chuyện lấy đại cục làm trọng. Đúng vậy công chúa, dù sao về sau những thứ này đều là của công chúa, cần gì phải nóng vội chứ. Cô đang dạy ta phải làm thế nào à? Hả? Nô tỳ không dám. Hề quan cục. Thông đồng với tam muội mà không nói với chúng ta. Ngươi xem ban nãy ta khóc thảm thương thế nào. Phải đó, tam muội dặn ta không thể để cho người ngoài biết chuyện, để tránh lộ tin tức. Người đó, chúng ta là người ngoài sao? Sao có thể coi chúng ta là người ngoài chứ? Ta không có ý này. Người có ý gì? Sao lại là người ngoài? Được rồi, bây giờ nói tóm lại, rốt cuộc khi nào chúng ta giết Liễu Hiên Minh đi? Ta sợ chậm trễ, Cẩm Phù sẽ không tha cho mẹ ta.
Ta cũng lo cho con gái của ta. Ngươi dục tâm muội đi. Vội cái gì? Chẳng phải Dịch Dung Quân đã nói rồi sao? Đợi sau khi Khởi Mộng và Liễu Hiên Minh liên hôn rồi ra tay. Tên Dịch Dung Quân này đáng tin không? Đừng có để sau này người ta liên hôn xong lại khai ba chúng ta ra đấy. Phải đó. Muốn khai sớm đã khai rồi. Hai người không thấy hôm nay sau khi Dịch Dung Quân biết tin tâm muội chết thì buồn đến mức nào à? Yên tâm đi, Dịch Dung Quân sẽ không hại tâm muội của chúng ta đâu. Con gái về rồi à? Nào ngồi đi, ngồi. Cha, con muốn hỏi cha một chuyện. Chuyện gì thế? Liễu Hiên Minh giết cả nhà chúng ta là chuyện năm nào thế? Chuyện đó, ngày mẫu thân và người nhà chết, không phải mọi người quên rồi chứ? Không, 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 không. Chuyện quan trọng như thế làm sao có thể quên được? Nhị ca con nhớ rất rõ. À phải, ta nhớ là năm Bính Dần, chính là năm này. Năm Bính Dần, tháng mấy? Ngày Đinh Mão, tháng Kỷ Sửu. Phải, chính là ngày này. Phải, lớn tuổi rồi nên đầu óc của ta lú lẫn. Ngày Đinh Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Bính Dần. Phải. Ngày Đinh Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Bính Dần. Làm sao bây giờ? Nè, không phải cô ấy nghi ngờ chúng ta đó chứ? Đúng đó. Làm thế nào bây giờ đây? Yên tâm đi, không sao đâu. Ngày Đinh Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Bính Dần. Ngày này ngươi đang làm gì? Chuyện này ai mà nhớ được? Năm Bính Dần, ta còn chưa tròn 10 tuổi. Quả nhiên là họ lừa mình. Nhưng tại sao cha và ca ca lại phải lừa mình chứ? Thứ này phức tạp quá. Tại sao phải ăn thứ phức tạp thế này? Cái này là phần thưởng vì ban ngày ngươi đã rơi nước mắt vì ta. Hoang đường. Đó là gió thổi cây mắt thôi. Gió? Trong phòng này làm gì có gió chứ? Hả? Gió ơi. Được rồi. Đầu tôm càng không ăn được đâu. Trong này có độc đó. Ngon lắm. Nhưng mà cái này cay lắm, ngươi không ăn được đâu. Sao ta lại không ăn được? Nào. Biết rồi. Đây. Tên tôm càng này độc liếu cả lưỡi. Hay là đổi tên cho nó đi. Tên gì? Ta thấy nó nhỏ tí thế này. Hay gọi nó là Tiểu Hồng đi. Tiểu Hồng á. Tại sao cha và các ca ca lại phải lừa mình? Lẽ nào họ không phải là người nhà của mình? Nơi này là hệ quan cục. Các ngươi tới đây làm gì? Ta còn muốn hỏi các ngươi đấy. Lại dám che giấu người Mộc Hề. Nếu chủ thượng mà biết, để xem ngài xử lý các ngươi thế nào. Hả? Nhưng mà không sao. Chỉ cần các ngươi giao cô ta cho ta. Đừng sợ, có ta đây. Chuyện này ta sẽ coi như chưa xảy ra.
Ta thấy các ngươi chán sống rồi đấy. Ta cho các ngươi biết mấy kẻ cọ bô các ngươi. Ta sẽ lột da các ngươi, rút gân các ngươi. Không sao, là nước tiểu. Ta đường đường là tiểu quận vương, được lão thành chủ ngự phong. Các ngươi lại dám làm vậy với ta? Các ngươi đánh ngã cho ta, đánh ngã. Xông lên, đánh ngã, đánh ngã. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cha, đánh hắn đi. Đánh đi, đừng đánh nữa. Cô không ngăn họ lại à? Không sao đâu, đánh hắn đi, đánh hắn đi. Cha, đánh hắn. Đại ca, nhị ca, đánh hắn đi. Tam muội này, tự nhiên lại mời ta ăn cái gì mà tiểu hồng. Đúng là lý nào lại vậy? Lợi hại quá. Ngon lắm. Cho ngươi này. Công chúa, tam muội tỷ cầu kiến. Ờ, tam muội tỷ hả? Được. Mau trốn đi. Tam muội tỷ, sao tỷ lại tới đây? Vân La, ta có việc muốn nhờ muội giúp. Tham kiến công chúa Vân La. Con ngoan của ta, con nói xem. Con đúng là nhóc quỷ chết tiệt khó bảo. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bảo con đừng có trêu chọc bọn họ. Thế mà con lại dám đi hạ độc. Trời mẹ, mẹ cũng nói con 800 lần rồi, không phải là con hạ độc, đó là bột ngứa thôi. Đúng đó khách phu nhân, bọn ta nào dám hạ độc chứ. Mẹ, hay là mẹ đi cầu xin Thái phu nhân cho bọn con ở lại đi. Ôi trời, chủ thượng đang nổi trận lôi đình, con nên mau chóng tránh đi thì hơn. Đợi chủ thượng nguôi giận, ta sẽ lại xin Thái phu nhân cho bọn con về. Mẹ, chẳng qua lần này là con sơ sẩy lơ là, con sẽ không để yên đâu. Con quyết 100 ngày không đi nhà xí, kiên trì đến cùng, rồi sẽ có ngày con quay lại báo thù. Ôi trời ơi, ta nói con đấy, cái đầu này không được thông minh như người ta. Mẹ còn nói thế là con giận đấy. Con ngoan, đừng có giận nha, ta không nói nữa là được chứ gì. Mẹ, lần này người con không yên tâm nhất chính là công chúa Khởi Mộng. Cô ấy luôn đối xử với con như tỉ muội ruột thịt, nhưng con lại làm chuyện như vậy. Mẹ, cô ấy hiền lành tốt bụng, ở trong cung dễ bị người khác bắt nạt. Mẹ phải giúp con chăm sóc cô ấy đó. Được, được. Con à, số bạc trong tay nải này là ta tặng tiện tích góp từng chút một cho con trong suốt bao nhiêu năm qua, đủ cho con ra ngoài mua một căn nhà, một mảnh đất, vượt qua vụ này đó. Con biết rồi mẹ. Mẹ yên tâm đi, con thông minh như thế này đi đâu cũng sống được thôi. Sau khi xuất cung, con và Bạch Lộ sẽ kinh doanh buôn bán nhỏ. Không quá mấy ngày, con sẽ trở thành nữ phú hào của thành Hiên Nguyệt. Ôi trời, số bạc này, số bạc này. Để chỗ mẹ, để chỗ mẹ an toàn hơn. Mẹ, thế không được đâu. Được rồi, núi xanh còn đó, sông xanh chảy mãi.
chúng ta ngày sau gặp lại. Ôi trời, con bé này, sao chẳng khiến cho ta bớt lo tí nào thế? Mẹ yên tâm đi. Hề quan cục. Dừng. Đừng đi qua đi lại trước mặt ta nữa. Sao thế? Đi lại làm cho ta chóng cả mặt rồi. Nếu ngươi buồn đi tiểu thì mau tới nhà xí đi. Còn nếu buồn chân thì ngồi xuống nghỉ một lát. Chứ cứ đi đi lại lại làm gì? Ngươi phiền người khác không phiền à? Ta đang lo cho ta muội mà. Ta không lo chứ. Đến giờ vẫn chưa về kia kìa. Cũng không biết bây giờ Chỉ Lan thế nào rồi. Vân La, các ngươi nói xem có phải Vân La không thu nhận cô ấy không? Xem ngươi có tiền đồ chưa kìa. Đừng suốt ngày chỉ nghĩ tới Chỉ Lan của ngươi. Điều ta lo lắng nhất bây giờ là tam muội đã nghi ngờ chúng ta rồi. Thế này đi, ngươi mau đi tìm tam muội, xem cô ấy đang làm gì, để ta đi tìm. Cẩn thận chút. Cuốn hết cả lên thế này. Đây chính là lẩu địa càng khôn. Tam muội tỷ tỷ, tỷ biết cái này à? Tỷ đúng là hiểu biết sâu rộng. Hình như là có biết. Nghe nói đây là thần vật mà thiên nữ ngự dụng năm xưa. Ngửi xem, còn có mùi của thiên nữ nữa nè. Chẳng lẽ đây chính là sự diệu kỳ của vận mệnh? Hai người còn ngây ra đó làm gì? Mau ăn đi. Ăn đi. Nào, cho nhiều vào, cho nhiều vào. Ngon đó. Chỉ Lan, cô nói xem, sao đang bình yên ở Mộc Hề, cô lại chạy tới Hiên Nguyệt làm gì? Nếu công chúa Vân La đã thật lòng với ta thì ta cũng nên nói thật. Không dám giấu gì, ta đến để tìm phu quân của ta. Chính là cái người tên Diệp, họ tên không quan trọng. Tóm lại là chàng ấy mất tích rồi, ta đến đây để tìm chàng. À, nè, nghe nói phu quân của cô ấy trông rất là giống ta. Chỉ Lan, nghe thôi cũng biết cô là người số khổ, ngàn dặm xa xôi tới tìm chồng lại bị bắt vào đây. Tam muội tỷ à, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội đưa Chỉ Lan về. Ta cũng đang có ý đó. Đa tạ hai vị. Không ngờ Chỉ Lan ở nơi đất khách quê người lại có thể gặp được tỷ muội tốt như hai người. Chỉ Lan lấy trà thay rượu, kính hai vị một ly để tỏ lòng biết ơn. Uống rượu thì uống rượu, lấy trà thay rượu còn ra gì nữa. Hôm nay chúng ta không sẽ không về. Nào, cạn, cạn. Rượu ngon. Nào, cạn đi. Nào. Ăn đi. Món này ngon quá đi. Cạn, uống rượu đi. Nào. Hai người phải uống nhiều vào nhé. Uống nhiều vào. Ngươi nhìn ai vậy? Thế ngươi nhìn ai? Ta. Ta nhìn muội muội của ta. Ta cũng nhìn muội muội của ngươi. Vậy thì được. Ta nhớ phu quân của ta quá. Cô nói xem, sao chàng ấy lại tránh né ta? Có phải chàng ấy không yêu ta nữa không? Nữ nhân tốt như cô mà hắn không trân trọng. Hắn đáng bị thiên lôi đánh. Đúng thế. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Tỷ muội đang chè chén, đừng nhắc đến nam nhân. Hôm nay
là ngày vui nhất trong bao năm qua. Vân La ở trong cung. Nào, chúng ta kết làm tỷ muội. Được, làm luôn. Kết làm tỷ muội. Thế thì chỉ Lan sẽ thành muội muội của ta à? Không được, không được, ta phải cản lại. Đi đi nào, bổn quân lại thấy thèm rượu rồi. Chúng ta cũng đi chè chén đi, đi. Dịch Dung quân. Trời xanh trên cao, ta là Vân La, ta là Cẩm Chỉ Lan. Ta, ta tên gì ấy nhỉ? Tam muội. Tam muội. Ta cảm giác hình như tên của ta không phải như vậy. Kệ đi, tỷ tên như vậy đó. Đúng, tên như vậy đấy. Được, hôm nay chúng ta kết nghĩa làm tỷ muội. Có phúc cùng hưởng, có nam nhân cùng hưởng. Không đúng, không đúng. Phải là có nạn cùng chịu. Đúng, có nam nhân cùng hưởng thì loạn mất. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không mong sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng sinh được chết. Khoan đã, chết cùng lúc thì gớm quá. Chôn cũng không chôn kịp. Vẫn nên có thứ tự trước sau đi. Thế ai chết trước? Để ta đi. Nói linh tinh. Đúng đó, chuyện đó thì tranh cái gì. Xem số trời đi. Tam muội, trông tỷ lớn hơn ta. Tỷ làm đại tỷ đi. Con mắt nào của muội thấy ta là già hơn muội? Tỷ có nếp nhăn luôn rồi. Toàn nói lung tung. Chỉ Lan, tỷ làm nhị tỷ. Ta muốn làm tiểu muội. Làm tiểu muội có người thương yêu. Được. Đại tỷ, tiểu muội. Đại tỷ, nhị tỷ. Nhị tỷ, nhị muội. Tiểu muội. Bye. Vậy. Bye. Vậy. Bye. Vậy. Lễ đã xong, đưa vào động phòng. Sao lại uống rượu nữa rồi? Hôm nay ta đang vui. Hôm nay ta rất là... Cô không sao chứ? Cô không phải Diệp Chiêu Nam. Người nói gì vậy? Diệp Chiêu Nam. Tam muội. Tam muội. Chủ thượng vạn phúc, mộc hề trường tồn, ổn định thiên hạ, đời đời an khang. À! 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 À!
Tam muội, đó không phải nơi cô có thể ngồi được. Mau xuống đi. Liễu Hiên Minh, người có biết ta là ai không? Ta là thành chủ Thành Mộc Hề, Diệp Chiêu Nam. Tam muội, chỗ đó không phải là chỗ cô có thể ngồi được. Mau xuống đi. Liễu Hiên Minh, người có biết ta là ai không? Ta là thành chủ Mộc Hề, Diệp Chiêu Nam. Hóa ra cô thích chơi kiểu này à? Thành chủ đại nhân của ta. Uống đi. Nhị tỷ. Nhị tỷ, sao tỷ không uống? Phu quân, ta thật sự rất nhớ chàng. Chị Lan, sao cô lại ở đây? Chủ thượng, chủ thượng, ta tìm người vất vả quá. Vì sao người cứ trốn tránh ta? Có phải vì chị Lan đã làm sai chuyện gì rồi không? Không không. Bảo bối, chị Lan thật sự rất nhớ người. Chị Lan, lại đây. Cái tên Triệu Tinh này, bảo hắn đi xem rốt cuộc tam muội đã dậy chưa mà còn chưa về, lại trốn đi đâu chơi rồi. Được, chắc chắn là lại bị chỉ Lan mê hoặc rồi. Cứ hễ thấy con gái là quên luôn cả việc chính, không có tiền đồ chút nào. Thank you.
Thiến Nhi, giúp ta mang khăn tắm vào đây. To gan! Công chúa, xin công chúa tha mạng. Nô tài vô tình đi qua thôi. Xin công chúa tha mạng, nô tài không cố ý. Huynh là ca ca của tam muội tỷ ư? Không phải, phải. Tam muội tỷ đúng là có một vị ca ca tốt. Khởi Mộng ngưỡng mộ quá. Khởi Mộng công chúa, người quá khen rồi. Công chúa có nhiều huynh trưởng, người nào cũng hơn nô tài gấp ngàn vạn lần. Mấy vị huynh trưởng của ta suốt ngày chỉ biết tranh sủng đoạt vị, không hề niệm tình huynh đệ gì cả. Chỉ có Huệ Nhu tỷ tỷ của ta là đối xử thật lòng với ta. Khởi Mộng có nằm mơ cũng muốn có một người ca ca như huynh. Nếu như huynh không chê, Khởi Mộng cũng sẽ như tam muội tỷ, gọi huynh một tiếng ca ca. Được công chúa hậu ái, nô tài đâu dám trèo cao. Ca ca chê Khởi Mộng mà. Không phải, nô tài chỉ sợ mình không có cái phúc đó. Khởi Mộng đối xử thật lòng với ca ca, cũng chỉ cầu xin ca ca đối xử thật lòng với Khởi Mộng. Tất nhiên rồi. Ca ca, hả? Ca ca. Ca ca. Ca ca. Ngươi là ai? Phụ vương. Phụ vương. Phụ vương. Con phải chịu ấm ức rồi. Phụ vương, nhi thần vô dụng, sao lại thế được? Con còn mạnh mẽ hơn phụ vương nghĩ nhiều. Có trách thì trách ta. Năm đó chỉ chăm chăm nghĩ đến vương vị, một câu nói dối mà hủy hoại hạnh phúc nửa đời của con. Ta thấy hổ thẹn với con. Hổ thẹn với con. Phụ vương. Phụ vương. Nếu hắn biết ta là Diệp Chiêu Nam, hắn sẽ phản ứng thế nào? Liệu hắn còn đối xử với ta như thế này không? Hay là hắn sẽ giết ta? Ta có nên nói với hắn thân phận thật sự của ta không? Hình như tối qua ta nói với hắn rằng ta là Diệp Chiêu Nam rồi. Chào. Chào. Ngài không sao chứ? Không sao. Ngài còn nhớ tối qua ta đã nói gì với ngài không? Sau này
Nàng đừng lấy Diệp Chiêu Nam ra đùa nữa. Phải, ta vừa nghe tới cái tên này là bất giác thấy ghê tởm, tức giận trong lòng. Nếu để ta bắt được Diệp Chiêu Nam, ta nhất định sẽ lột da rút gân hắn, băm vằm thành trăm mảnh. Dây chuyền của ta đâu? Là cái này sao? Nó rất quan trọng đối với cô sao? Cha của ta để lại cho ta Di một thứ đồ vật. Hiên Minh ca ca, Hiên Minh ca ca, Khởi Mộng đã nấu canh từ sớm cho huynh. Khởi Mộng không biết Tam Muội tỷ đang ở đây nên chỉ nấu một phần. Hiên Minh ca ca, đến thử đi nào. Vẫn chưa thể nói thân phận thật sự của ta được. Nếu để hai người họ liên hôn thành công thật, e là bách tính ở thành Mộc Hề sẽ phải chịu tai họa. Không sao, hai người cứ ăn đi. Đúng đúng đúng, Hiên Minh ca ca ngồi đi. Nào, thế để Khởi Mộng đút cho ca ca nhé. Há miệng ra nào. Con hổ lớn. Tam Muội tỷ đừng có hiểu lầm nha. Hai thành liên hôn chỉ là kế sách vì quyền lợi thôi. Khởi Mộng cũng coi Hiên Minh ca ca như là ca ca của mình thôi. Tỷ không giận chứ? Sao tỷ tỷ có thể nhỏ mọn như vậy được? Có được muội muội như muội, tỷ tỷ vui còn không kịp ấy chứ. Có điều, có chuyện này không phải là việc muội muội nên làm. Ví dụ như đút canh. Nào, Hiên Minh ca ca, há miệng ra. Mùi vị được lắm. Tay nghề nấu nướng của Khởi Mộng muội muội rất tuyệt, không đi làm nấu bếp thật là đáng tiếc. Ngày mai hãy nấu thêm một phần nhé. Hiên Minh ca ca, uống. Hiên Minh ca ca, sao huynh lại không cẩn thận như vậy, dây ra miệng rồi. Muội muội, chúng ta uống xong rồi, muội dọn đi. Nào, con hổ lớn. Chỉ Lan, Tam Muội, không đúng, nên gọi là đại tỷ. Chỉ Lan, để muội phải chịu ấm ức rồi. Đại tỷ, tỷ nói gì vậy? Ta sẽ nghĩ cách đưa muội xuất cung. Sau khi xuất cung, muội hãy lập tức trở về Mộc Hề tìm một người mà muội thật sự yêu thương. Muội đừng nghĩ tới phu quân của muội nữa, hắn không hề yêu muội. Sao tỷ lại nói như vậy? Đêm qua ta đã thấy phu quân của ta rồi, chàng ấy đang ở trong thành. Đêm qua muội thấy hắn ở đâu? Ở ngay đây nè. Chàng ấy còn hôn ta nữa.
Hắn hôn. Đêm qua chúng ta đều uống rượu. Có phải vì muội uống say rồi không? Đúng là ta uống say. Nhưng cảm giác đó thật quá. Chắc chắn không phải là nằm mơ. Đại tỷ, ta tin tỷ nên mới nói với tỷ. Phu quân của ta không phải là người bình thường. Nói ra ta sợ tỷ giật mình đó. Chàng ấy là thành chủ của Thành Mộc Hề, Diệp Chiêu Nam. Đại tỷ, tỷ không thấy bất ngờ sao? Thật sự khiến ta giật mình đó. Ta đã nói là sẽ khiến tỷ giật mình mà. Ta phải ở đây đợi chàng. Chàng đã biết ta ở đây rồi thì nhất định sẽ tới đón ta. Tối qua ta đã thấy công chúa khởi mộng tắm. Người biết gì chứ? Ta nói cho người nghe, ta và chị Lan còn được hôn nhau nữa đấy. Người giỏi quá nhỉ. Được rồi, đừng ở đó lắm điều nữa. Tối qua ta đã xem một quẻ, là quẻ hung. Có thể là sắp xảy ra chuyện ấy. Có lần nào ông xem quẻ mà chuẩn đâu. Người nói cái gì hả? Nếu Tam Muội mà tỉnh dậy thì đã tìm chúng ta tính sổ từ lâu rồi. Phải đó. Con gái về rồi à? Lại đây. Tối qua rốt cuộc huynh đã làm gì với chị Lan? Tam muội, muội cứ bình tĩnh. Bình tĩnh đã. Tối qua chị Lan uống say, nhận nhầm ta thành phu quân của cô ấy. Thế là huynh đục nước béo cò à? Không phải. Ban đầu ta cứ tưởng cô ấy thích ta thật. Sau đó cô ấy gọi ta là phu quân. Ta đã đẩy cô ấy ra. Không xảy ra chuyện gì cả. Huynh đã hôn cô ấy. Ta nghiêm túc mà. Ta sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Huynh là một tên thái giám. Thái giám làm sao chịu trách nhiệm với muội ấy được? Thật ra ta không phải là thái giám. Trước khi vào cung, chúng ta đã mua chuộc người của Tịnh Sự Phòng. Thứ cần thiết vẫn còn. Dừng. Tốt nhất là huynh hãy chịu trách nhiệm với chị Lan. Nếu không, ta nhất định sẽ không tha cho huynh đâu. Ta muội đừng lo. Ta nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Chị Lan tốt như vậy mà phu quân của cô ấy lại không biết trân trọng. Hại cô ấy từ xa xôi lặn lội tới đây chịu khổ nạn thế này. Phu quân của cô ấy nhất định là đã bị kẻ xấu hãm hại. Đầu lìa khỏi xác, phanh tay mổ bụng chết không toàn thây rồi. Cũng không cần phải độc ác đến thế. Bổn công chúa phải thành hôn với Liễu Hiên Minh ngay. Càng nhanh càng tốt. Bổn công chúa không đợi được nữa rồi. Như cô mong muốn, mật hàm từ thành thiên mộ truyền đến. Phụ vương bị bệnh nặng. Nếu nghĩa phụ có mệnh hệ gì, e là mấy vị ca ca của cô sẽ bắt đầu tranh đoạt ngôi vị, không còn quan tâm đến đại sự của chúng ta. Tỷ tỷ có ý gì? Huệ Như công chúa cũng có ý như bổn quân, mong cô mau chóng thành hôn với hắn. Ta cũng muốn nhanh, chỉ sợ Liễu Hiên Minh cứ kéo dài. Có trách thì trách ta muội cản trở. Ta nhất định phải diệt trừ cô ta, đừng gây thêm rắc rối nữa. Huệ Nhu công chúa và bổn quân đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Chưa tới một ngày, Liễu Hiên Minh sẽ vội vã thành hôn với cô. Có điều trước đó, cô tuyệt đối không được động đến Tam Muội. Nếu Tam Muội mất một sợi tóc, bổn quân tuyệt đối không bỏ qua đâu. Huynh thích cô ta ư? Xem ra Dịch Dung quân thích cô ta thật. Bổn công chúa nhất định phải khiến quan tâm muội không được chết tử tế. Cấp báo. Chủ sao?
Thiên Mộ đi sứ Mộc Hệ, gã khởi mộng cho Diệp Chiêu Nam. Chủ thượng, Thành Mộc Hệ có chuyện gì lớn sao? Thành Thiên Mộ phái sứ thần tới Mộc Hệ để thương lượng chuyện liên hôn. Họ muốn gả khởi mộng cho Diệp Chiêu Nam. Diệp Chiêu Nam sẽ không cưới cô ta đâu. Cô không phải Diệp Chiêu Nam, sao biết được suy nghĩ của hắn? Đương nhiên ta biết hắn. Hắn... Được rồi. Tóm lại, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Thành Thiên Mộ binh lực hùng hậu, ban đầu vì muốn mượn binh lực của Thiên Mộ để tiêu diệt Mộc Hề, ta đã phải bất đắc dĩ hứa với hắn nhiều điều kiện. Nay tuyệt đối không thể để bọn họ liên kết với nhau. Nếu không, bách tính Hiên Nguyệt sẽ phải chịu khổ. Thế nên, ngài định thành thân với Khởi Mộng? Ngài sợ ta buồn nên đưa ta đến trước bài vị của phụ thân ngài để cho ta an tâm mà. Bài vị tổ tiên Liễu Thị, phụ vương. Đây là tam muội. Cô ấy là người rất quan trọng với nhi thần. Xem ra cô không cần sự an tâm này. Ngài nghĩ liệu có phải tin tức này là do Thành Thiên Mộ tự tung ra không? Có thể họ muốn thúc đẩy Hiên Nguyệt và Thiên Mộ liên hôn sớm. Bọn họ có hiểm ác tới vậy không? Chỉ cần thử là biết. Khởi Mộng, ta quyết định 10 ngày sau sẽ thành hôn với muội. Thật không? Khởi Mộng thật sự rất vui. Nhưng mà ta có một điều kiện. Về chuyện cắt thành hiến vàng sao? Khởi Mộng đã viết thư cho phụ hoàng, nói là Khởi Mộng thật lòng thích Hiên Minh ca ca. Xin phụ hoàng đừng để ý chuyện này. Phụ hoàng đã đồng ý rồi, không phải chuyện này. Ngài có thể đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý. Nếu như họ đồng ý thì tức là lần này họ đến nhất định là có mục đích khác. Ta nghĩ ra một điều. Hơn nữa là một việc mà ta vẫn luôn muốn làm. Việc gì? Ngày đại hôn. Ta muốn cưới cả muội và tam muội. Ba người chúng ta cùng bái đường. Chỉ cần Hiên Minh ca ca thấy vui, Khởi Mộng thế nào cũng được. Đến chuyện này mà cũng đồng ý được, đủ để chứng tỏ muội thật sự hiểu lòng người. Chỉ Lan đã cùng chủ thượng tam khấu cửu bái trở thành vợ chồng. Vì sao chủ thượng luôn xa cách với Chỉ Lan? Người và ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải là vợ chồng thật. Hôm nay chúng ta hãy trở thành vợ chồng thật đi. Có phải Chỉ Lan đã làm sai chuyện gì nên chủ thượng luôn xa lánh Chỉ Lan không? Nàng không làm sai chuyện gì cả. Có sai thì cũng là ta sai. Nàng ở bên ta sẽ không được vui vẻ đâu. Chủ thượng, chủ thượng, nàng đứng lại đó. Chủ thượng, Chỉ Lan tìm người khổ sở quá. Sao người lại ở đây? Đừng lại đây. Chỉ Lan vẫn rất yêu phu quân. Ta sợ cô ấy không chấp nhận ta. Phu quân của muội ấy bỏ muội ấy mà đi, không hề yêu muội ấy. Ta sẽ đi khuyên muội ấy để muội ấy nhìn rõ bộ mặt thật của phu quân. Cẩm Chỉ Lan, nàng nghe rõ đây, ta chưa bao giờ thích nàng. Hôn ước của ta và nàng chỉ là quyết định của phụ vương, ta bị ép nên mới cưới nàng. Nàng không cần phải tuân thủ một cuộc hôn nhân sắp đặt, cũng không cần phải thích một người không đáng để nàng thích. Thế nên từ giờ phút này, nàng và ta không còn danh phận vợ chồng nữa. Nàng hãy đi tìm hạnh phúc của nàng đi.
Chủ thượng, Diệp Chiêu Nam, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Diệp Chiêu Nam, ta tìm được ngươi rồi. Cẩn thận. Tên háo sắc ngươi, gan to tày trời, ngươi tỉnh thân rồi còn dám trêu ghẹo nữ nhân. Ngươi không phải Diệp Chiêu Nam. Kẻ nào phái ngươi đến giết ta? Ta không nói chuyện với người chết. Ngươi, ngươi mù rồi à? Chỉ là bị tình yêu che mờ đôi mắt. Đầu óc ngươi sao cũng... Có thích khách. Có thích khách. Có thích khách. Có thích khách. Chạy đi đâu rồi? Mắt đã như vậy rồi còn đi lung tung. Công chúa, nghe nói nội thành có thích khách. Mau đóng chặt cửa nẻo đi. Có bị thương không? Không sao. To gan, ngươi là kẻ nào? Ám sát quả nhân từ Mộc Hề tới Hiên Nguyệt, đúng là cố chấp thật. Hóa ra là hành thích ngài. Tam muội, đi với bản quân. Không muốn chết thì tránh ra cho ta. Thích khách to gan, ăn nói ngông cuồng, bắt lấy cho ta. Vâng. Thích khách khốn kiếp, xem bản công chúa làm sao xử ngươi. Mau ngăn Vương La lại. Quỷ hiếp ta, đi theo hướng đông nam, tuyệt đối đừng làm hại Vương La. Thả Vương La ra, ta đi với ngươi. Mọi người đừng qua đây, hắn hung ác lắm, hắn sẽ giết muội. Vương La, Hiên Minh ca ca, Hiên Minh ca ca, nghe nói Vương La bị thích khách uy hiếp, bây giờ thế nào rồi? Còn chưa tìm thấy. Chàng không cần lo, thích khách đó không làm hại Vương La đâu. Hắn ta là thích khách, chuyện gì mà không làm được? Vương La thông minh như vậy, sao tự nhiên muội ấy lại nhào đến thích khách chứ? Vương La rất có thể quen thích khách. Vân La đường đường là công chúa, sao nó lại quen một thích khách chứ? Ta muội tỷ, Hiên Minh ca ca lo lắng lắm rồi. Tỷ đừng thêm dầu vào lửa nữa. Chúng ta đều là người sắp gả cho Hiên Minh ca ca, chúng ta cũng nên xem Vân La như muội muội ruột của mình. Lẽ nào ta phải giống công chúa khởi mộng, bộc lộ sự lo lắng và quan tâm hết ra mặt à? Ta muội tỷ có ý gì? Ý của ta rất đơn giản, làm phiền công chúa khởi mộng cô. Lúc này, giờ đây, lập nhanh chóng cút về tẩm cung của cô. Hiên Minh ca ca, khởi mộng không biết làm sai chuyện gì khiến ta muội tỷ không vui. Khởi mộng, muội về trước đi. Hiên Minh ca ca, về trước đi. Khởi mộng xin phép cáo lui.
Quan tâm muội này thật không coi công chúa ra gì. Bây giờ đến Liễu thành chủ cũng bên cô ta. Quan tâm muội, cô chờ đó. Bản công chúa nhất định bắt cô một ngày nào đó chết trong tay ta. Do quả nhân lỡ lời. Nàng nói đúng, Vân La có lẽ quen hắn. Đây là nơi thờ phụng linh vị của phụ vương, người bình thường không được vào, an toàn lắm. Muội bị thương à? Ta đưa muội tới thái y viện. Đừng đi. Ta đưa muội tới thái y viện. Ta lập tức đi ngay. Không cần. Nếu như huynh đến đó, có thể ta không gặp lại huynh nữa. Không, không đâu. Ta sẽ luôn ở bên cạnh muội. Đàm Nhưỡng, ta lạnh quá, ôm chặt ta. Huynh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Nhớ chứ. Cả đời ta cũng sẽ không quên. Ai mà ngờ, đường đường một thích khách đệ nhất thiên hạ, lại bị một công chúa lừa hết lần này đến lần khác. Ta cũng không ngờ, kể từ lần đầu tiên gặp muội, ta liền trở thành một tên ngốc. Đồ ngốc. Ta lừa huynh đến mù luôn rồi. Huynh không sợ sao? Không sợ. Chỉ cần ta còn một mạng, muội phải tiếp tục lừa ta. Tốt nhất bây giờ muội lừa ta đi. Được. Thế bây giờ ta bắt đầu lừa huynh. Được. Ta ghét huynh. Ta ghét huynh lắm. Vân La. Vân La. Ta ra ngoài, ta muốn gặp Đàm Nhưỡng. Tiểu muội, muội uống thuốc trước đi. Không, ta muốn gặp Đàm Nhưỡng. Công chúa, chủ thượng không để người gặp hắn đâu. Người đừng nghĩ đến hắn nữa, uống thuốc đi. Đúng đó tiểu muội. Nhị tỷ, muội cầu xin tỷ giúp muội được không? Tỷ biết rõ tình cảm của muội và Đàm Nhưỡng nhất. Tỷ đưa muội đi gặp Đàm Nhưỡng được không? Nhị tỷ. Đúng rồi, đại tỷ, ta đi tìm đại tỷ. Tỷ ấy nhất định sẽ có cách. Đúng, tìm đại tỷ. Tìm đại tỷ. Công chúa. Điện Vạn Thọ. Vâng là. Uống thuốc đi. Muội hận huynh. Cưới gả là đại sự cả đời. Lăng Quân như ý mà vương huynh tìm cho muội phải là nhân tài kiệt xuất độc nhất vô nhị trên đời. Hắn sẽ trân trọng muội, yêu thương muội, thấu hiểu muội, che chở muội, cưng chiều muội, xem muội như báu vật. Không cần vương huynh bận tâm, Vân La đã tìm được người đó rồi. Muội không biết mình đang làm gì. Là huynh không biết huynh đang làm gì.
Nếu có người nhất quyết bắt huynh rời xa Tam Muội tỷ, huynh sẽ thế nào? Huynh toàn phân biệt đối xử mà thôi. Câu chuyện của hai người họ chàng đã nghe rồi à? Câu chuyện một thích khách ngốc liều lĩnh bị một công chúa lừa đến xoay vòng vòng, sau cùng hai người họ yêu nhau. Quả nhân không hứng thú. Chàng nghĩ là một công chúa ngây thơ ở mãi trong cung có thể nhiều lần qua mặt một thích khách lạnh lùng hành tẩu giang hồ à? Có lẽ phía sau câu chuyện này còn có một câu chuyện khác. Khi thích khách lần đầu gặp công chúa, đã thích công chúa sâu đậm, hắn có nhiều cơ hội giết chết nàng ấy. Cô đừng có quá đáng nha, ta sợ con đó nhất. Nhưng hắn cũng không. Được, ta đi lấy thuốc cho cô. Cho dù nàng ấy là mù mắt của hắn, mắt của ta, nhưng hắn vẫn ở bên cạnh bảo vệ nàng ấy. Trên đời này có nhiều điều ngu ngốc, thật ra đều chỉ là cam tâm tình nguyện mà thôi. Đàm Nhưỡng đến hành thích quả nhân. Quả nhân có thể gửi gắm muội muội mà ta yêu thương, đường đường là công chúa Hiên Nguyệt, cho một thích khách sao? Người Vân La thích là Đàm Nhưỡng. Hắn là thích khách hay ai không quan trọng. Thậm chí hắn có tên Đàm Nhưỡng hay không cũng không quan trọng. Người Đàm Nhưỡng thích là Vân La, muội ấy là công chúa hay ai không quan trọng. Thậm chí muội ấy có tên Vân La hay không cũng không quan trọng. Thế cái gì mới quan trọng? Tất nhiên là hai người tâm đầu ý hợp rồi. Nếu có một ngày chàng phát hiện ta không phải là quan tâm muội mà là người khác, hoặc là ta là Diệp Chiêu Nam mà chàng ghét nhất, chàng còn thích ta không? Có lẽ ta đã biết đáp án rồi. Công chúa, cô ta đi rồi à? Tốt quá rồi, lần này không ai giành Liễu Thành Chủ với công chúa nữa. Cứ bỏ đi như thế thật lời cho cô ta quá. Thông báo với nội gián thành Thiên Mộ trong thành, ta muốn cô ta chết không toàn thây. Vâng. Quan Hải Thính Đào, chủ thượng, công chúa mãi không chịu uống thuốc. Chủ thượng, không hay rồi, Tam Muội đi rồi. Ta
Đại ca, coi chừng có bẫy. Đám nam nhân thối các ngươi, mọi hôm thì tình sâu ý nặng, mới gặp chút trắc trở đã trở mặt vô tình. Tục ngữ nói đúng lắm, cái miệng của nam nhân toàn là lừa gạt. Người nói xem, hai người trên đời yêu nhau đã là chuyện không dễ, tại sao không thể vượt qua chông gai, khắc phục khó khăn chứ? Ồn ào quá, câm mồm cho ta. Đại ca, chúng ta tìm nhầm người phải không? Mặc kệ đi, lên cho ta. Tại sao nàng lại đi? Chân là của ta, ta muốn đi thì đi. Nàng đừng bướng bỉnh nữa được không? Khi nam nhân các người đối lý thì nói nữ nhân bọn ta bướng bỉnh. Thế nàng muốn quả nhân thế nào? Chờ chàng nghĩ kỹ, chàng thích ai, chàng hẳn tới tìm ta. Tại sao quả nhân phải nghĩ kỹ chứ? Người quả nhân thích đó giờ đều là nàng, cho dù nàng là tam muội, tứ đệ hay là chó mèo, thậm chí là Diệp Chiêu Nam, quả nhân đều thích nàng. Người con gái của quả nhân không ai được động vào. Ai cho muội điều động nội gián trong thành đi đối phó với tam muội hả? Ta muốn làm gì thì làm đó. Sao hả? Huynh xót cho cô ta à? Muội là đồ ngu. Liễu Hiên Minh và tam muội lanh trí như vậy, để họ biết thân phận nội gián trong thành, rất có thể kế hoạch của chúng ta sẽ bại lộ. Nếu Liễu Hiên Minh đã định được ngày đại hôn vào giữa tháng, muội ngoan ngoãn chờ đến thành hôn cho ta, đừng có sinh sự thêm nữa. Còn nữa, muội nhớ kỹ cho ta, không được động đến tam muội. Dịch Dương Quân, lẽ nào huynh thích ả đó thật rồi sao? Đừng lo chuyện bao đồng, nếu không bản quân không khách sáo với muội đâu. Thư từ thê. Hóa ra cô là phu nhân của thành chủ Mộc Hề. Thảo nào đáng yêu đến thế. Bây giờ ta chỉ là một nữ nhân bị bỏ, ta thất bại quá. Sao lại thế chứ? Ai cũng nói rời bỏ hôn nhân bất hạnh là thành công, ở lại trong hôn nhân bất hạnh đó mới là thất bại. Ta thấy cô nên cảm thấy vui vì mình thoát khỏi bể khổ sớm mới đúng. Hôm nay là ngày tốt, đi, ta đưa cô đi chúc mừng. Tiểu nương tử xinh quá, tiểu nương tử xinh quá. Tiểu nương tử, ai thế? Ta là Tiểu Phượng Vương. Đánh hắn một trận thật mạnh, xem như cô từ biệt quá khứ. Nào đánh đi. Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Không sao, đánh đi. Các ngươi mạnh lên, mạnh hơn nữa. Cô như thế là không được, xem ta nè. Đánh hắn, đánh hắn đi. Triệu Tinh, ta suy nghĩ kỹ rồi. Chờ ta tham gia xong đại hôn của đại tỷ, ta sẽ về Mộc Hề.
Ta phải bắt đầu cuộc sống mới. Sống cuộc sống thuộc về Cẩm Chỉ Linh ta. Các ngươi đi đi. Ta không uống thuốc đâu. Muội còn không mau khỏe lại, làm gì còn sức lừa ta. Đàm Nhưỡng, Đàm Nhưỡng. Công chúa, bây giờ người ngoan ngoãn uống thuốc rồi chứ. Cha, đại ca, nhị ca. Sao thế? Tam muội, muội thành thân với Liễu Hiên Minh là kế tạm thời, hay là muội thật sự thích hắn vậy? Con gái, con đừng quên, Liễu Hiên Minh là kẻ thù của chúng ta. Lẽ nào con động lòng với hắn rồi đó chứ? Muội cứ thế dứt áo ra đi, có nghĩ cho bọn ta không? Đừng quên thân phận của muội. Thân phận của ta, tất nhiên ta không quên. Chỉ sợ là các người không biết thân phận của ta. Tam muội sao lại nói thế? Ta không phải tên quan tam muội. Các người có lẽ cũng không phải người thân của ta. Các ngươi là ai? Tại sao lại lừa ta giết Liễu Hiên Minh? Ta Phùng Lôi, cô ta không thể sống. Để cô ta nói ra, chúng ta sẽ chết chắc. Phùng Lôi, ngươi bỏ dao xuống trước, đừng có chĩa dao vào cô ấy mà. Đã lúc này rồi, hai người còn bảo vệ cô ta. Bọn ta là muốn bảo vệ ngươi. Sao cơ? Ta các ngươi là ai? Tại sao muốn giết Liễu Hiên Minh? Nói, ta có thể nói cho cô biết, nhưng cô nhất định phải giữ bí mật. Nếu không, người chết không chỉ có hai chúng ta, mà còn có cả người nhà của họ. Ba bọn ta là binh lính của Thành Mộc Hề. 5 năm trước, được phái tới Thành Hy Nguyệt làm nội gián, lẻn vào trong cung, quan sát động tĩnh của Liễu Hiên Minh bất cứ mọi lúc. Chính xác mà nói, bọn ta bị ép làm nội gián. Con gái của ta, mẹ của Phùng Lôi đều ở trong Thành Mộc Hề. Nếu bọn ta làm trái ý chỉ của tướng quân Cẩm Phù, bọn họ sẽ giết người thân của bọn ta. Cẩm Phù cho ta ruộng đất nhà cửa, chờ trở về Mộc Hề có thể sống cuộc sống hạnh phúc với người ta yêu. Chuyện ám sát Liễu Hiên Minh tuyệt đối không thể làm. Đây, nhưng mà ta có một người thân, hắn và thành chủ Mộc Hề Diệp Chiêu Nam quan hệ vô cùng thân thiết. Ta có thể viết một lá thư bảo Cẩm Phù tướng quân tha cho người nhà các ngươi. Thật sao? Thật à? Ừ, đây. Ta đã nói gì nào? Ta muội không phải là người bình thường. Nếu đã như vậy rồi, bọn ta nói cô biết tất cả. Cô có thể nói cho bọn ta biết cô là ai không? Đúng đúng đúng. Ta ta là Quan Tam Muội. Cho ngươi ở lại không có nghĩa quả nhân đồng ý để ngươi và Vân La yêu nhau. Quả nhân chỉ không muốn nhìn thấy Vân La đau khổ buồn bã.
Nó chỉ nhất thời hứng thú với người mà thôi. Chờ nó chán người, người phải rời khỏi. Ngài rất thương muội ấy, hơn xa ngươi. Cho dù thế nào, ta cũng phải cảm tạ Ngài cho ta gặp mặt Vân La. Muốn đa tạ quả nhân, chi bằng khai ra ai phái người tới ám sát quả nhân.